Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong tạp chí tuần này, huấn luyện viên Bùi Huyền sẽ hướng dẫn tới quý vị và các bạn bài Super Kiss với 5 cụm tổ hợp động tác mang tên Thương lắm thầy cô ơi. Cuối chương trình là câu chuyện cô giáo Vũ Thị Liễu, câu lạc bộ thể thao Hưng Liễu ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ. Cô Liễu chính là người thời gian qua đã lan tỏa bộ môn Super Dance tới nhiều phụ nữ và em nhỏ tại khu vực huyện Tiên Lữ. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị, trong tháng 11 có một ngày lễ lớn, đó là ngày 20 tháng 11, ngày tri ân các nhà giáo Việt Nam. Để chào mừng ngày lễ này, trong chương trình tạp chí thể thao và cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các thầy cô cùng theo dõi hướng dẫn bài nhảy Super Thương lắm thầy cô ơi. Bài hướng dẫn được thực hiện bởi huấn luyện viên Bùi Huyền và các em nhỏ trong câu lạc bộ Super Dance Kids thành phố Hưng Yên. Xin chào tất cả các bạn xem truyền hình. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở lớp và các bạn xem truyền hình một bài nhảy Super Dance. Bài gồm 5 tổ hợp. Mỗi một tổ hợp là gồm 8 nhịp. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn chi tiết từng tổ hợp một và từng bước để cho tất cả các bạn cùng có thể tự học được. Tổ hợp thứ nhất gồm 8 nhịp. Chúng ta chuẩn bị đầu tiên là nhịp 1 là nhấc chân phải lên, rơi tại chỗ. Đồng thời là chân trái ta trượt ra sau. Nhịp 2 là rơi chân trái xuống, đồng thời chân phải ta trượt ra sau. Sang nhịp 3 cũng như nhịp 1 và nhịp 2, nhịp 3 cũng lại chân phải ta nhấc lên, rơi tại chỗ và chân trái ta trượt ra sau. Nhịp 4 ta lại lặp lại làm chân trái nhấc lên, rơi tại chỗ và chân phải ta trượt ra sau. Đấy là hết 4 nhịp đầu của tổ hợp 1. 4 nhịp 5, 6, 7, 8 là chân phải rơi tại chỗ, trượt sâu ra sau. Sang nhịp 2 ta lại chuyển chân trái, ta rơi tại chỗ và trượt sâu ra sau. Nhịp 7, nhịp 8 cũng như nhịp 5, nhịp 6. Tôi sẽ thực hiện luôn tổ hợp 1 gồm 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn làm cùng cô nhé. Là bắt đầu. Chân phải ta nhấc lên nào. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta chuyển sang tổ hợp thứ hai. Tổ hợp thứ hai thì cũng gồm 8 nhịp. Thì 4 nhịp đầu là bước đá. Đá là ta gập chân, ta đá lên trước, cũng bắt đầu bằng chân phải. Tiếp theo ta lại chuyển chân sang chân trái, cũng lại gập chân và ta đá lên đằng trước. Là nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4 như nhịp 1, nhịp 2. Nhịp 5, nhịp 6, nhịp 7, nhịp 8 thì bắt đầu ta cũng mở chân phải trước, đồng thời tay ta cũng đưa sang theo chân. Nhịp 6 chuyển sang chân trái mở, tay trái cũng mở theo. Nhịp 7, nhịp 8 là hết tổ hợp 2. Sau đây tôi sẽ thực hiện luôn 8 nhịp của tổ hợp thứ 2. Các bạn làm cùng cô nhé. Đá lên nào. 2, 3 là 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sang tổ hợp thứ 3. Tổ hợp thứ 3 thì cũng bao gồm 8 nhịp. Tổ hợp 3 là cái động tác quay tròn. 4 động tác là ta quay bên phải và 4 động tác ta quay bên trái. Đầu tiên, chân trái ta làm trụ, chân phải ta di chuyển xung quanh. Nhưng mà chân trái ta sẽ đưa theo. Đưa theo như này. 1, 2, 3, 4, vòng tròn như thế. Chuyển sang bên chân trái ta cũng lại chuyển di chuyển như thế. Chân phải ta làm trụ, chân trái ta sẽ di chuyển theo tay. Hết một vòng tròn. Sau đây tôi sẽ thực hiện để cho các bạn làm theo. 3, 2, 3, 4. Chuyển sang chân bên trái, ta lại thực hiện như chân bên phải. 5, 6, 7, 8. Như vậy là đã hoàn thành tổ hợp thứ 3. Tổ hợp thứ 4 lại bắt đầu bằng bước đi bộ 4 nhịp và 4 nhịp khóa chân. Cái bước đi bộ thì tôi đã hướng dẫn trước rồi. Còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn kỹ cái bước khóa chân. Bước khóa chân ta cũng bắt đầu bằng chân phải đưa lên.
đưa lên bằng mũi bàn chân, đồng thời là hai cái má chân này xoay vào nhau. Ta đưa lên, kiễng chân hẳn lên như này, đưa về là được hai nhịp. Lặp lại như thế, nhịp 7, nhịp 8. Ta lại đổi chân lại đằng sau. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn để cho các bạn làm theo. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là bước khóa. 5, 6, 7, 8. Vậy là tôi đã hoàn thành được tổ hợp thứ 4. Chuyển sang tổ hợp thứ 5. Tổ hợp thứ 5 cũng bao gồm 8 nhịp, 2 bước đi bộ và 2 bước mở chân. Ta cũng bắt đầu bằng chân phải trước. Chân phải là nhịp 1. 1, 2, 3, 4 là ta mở chân. Và đồng thời tay ta sẽ 3, 4, 5, 6 là cái bước đi bộ. 5, 6, 7, 8 ta lại mở tay, mở chân và tay mở theo chân luôn. 7, 8. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn chậm và các bạn nhỏ sẽ tập theo cô hoàn thành bài Thương Lắm Thầy Cô Ơi. Các bạn tập theo cô nhé. Nào cả lớp nào. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Chuột sau. 5, 6, 7, 8. 2 là đá chân lên này. 2, 2, 3, 4. Mở tay. 5, 6, 7, 8. 3 quay này. 3, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Sau đây tôi sẽ thực hiện để cho cả lớp nhảy theo nhạc bài Thương Lắm của thầy cô ơi.
hoàn thành bài Super Dance 40 bước mang tên Thương Lắm Thầy Cô Ơi. Chúc tất cả các quý vị khán giả tập thật là tốt. Thưa quý vị, là một giáo viên nhưng với niềm đam mê và yêu thích rèn luyện sức khỏe, năm 2015, cô giáo Vũ Thị Liễu ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đã thành lập câu lạc bộ và hướng dẫn tập luyện một số bộ môn như yoga, aerobic. Từ năm 2022, cô Liễu đã học và đưa thêm bộ môn Super Dance về giảng dạy, thu hút được nhiều chị em phụ nữ và trẻ em tham gia mỗi ngày. Ngay từ đầu hè, bé Thảo Nguyên đã được mẹ đăng ký cho học lớp Super Dance Kids của cô giáo Liễu. Chỉ sau 4 tháng tập luyện, bé đã có những bước nhảy super rất nhuần nhuyễn và khéo léo. Mẹ con cảm thấy tập vui quá, con xin mẹ đi tập. Con thấy cô giáo con hướng dẫn rất là dễ hiểu và rất là thích ạ. Sau quá trình cháu tham gia câu lạc bộ và nhất là bộ môn Super Dance này thì tôi thấy là cháu về cái khả năng giao tiếp là cháu mạnh dạn hơn. Và về cái việc là thể lực của cháu cũng khỏe khoắn hơn rất là nhiều so với đợt trước. Vốn là học viên yoga và Super Dance của cô Liễu, chị Trần Thị Quy rất yêu thích hai bộ môn này. Thấy mẹ tập luyện vui vẻ, bé Thanh Thảo cũng xin mẹ đăng ký cho đi học nhảy Super. Chị Quy không chỉ cho con đăng ký theo lớp học, mà có nhiều buổi còn tới cùng tham gia tập luyện với con. Nhờ đó mà hai mẹ con trở nên gắn kết và hiểu nhau hơn. Sau khi tập được một thời gian thì cháu thấy rất là thích thú và rất là yêu thích bộ môn này. Về nhà nhiều khi còn bật nhạc và tự nhảy những bài nhạc yêu thích của mình. Bản thân em thấy cũng rất là yêu thích bộ môn này và cảm thấy rất là khỏe và cảm thấy một ngày rất là năng lượng. Và em cũng rất là biết ơn cô Liễu đã mở ra những cái lớp thể dục thể thao như này giúp cho các con có được thực sự là đầu tiên là sức khỏe. Sau đấy là các con rất là vui, các con tự nhiên có một môi trường thể hiện được cái khả năng yêu thích những môn thể thao của mình. Bộ môn Super Dance mặc dù mới được cô Liễu học và đưa vào giảng dạy từ năm 2021, nhưng đến nay, bộ môn này đã thu hút được rất nhiều chị em phụ nữ và các em nhỏ khu vực thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ và một số xã lân cận. Đã có thời điểm, có hơn 50 học viên tham gia tập luyện bộ môn này dưới sự hướng dẫn của cô Liễu. Thì con ở nhảy ở đây thì cùng với cô với các bạn nói chuyện nhảy với nhau rất là vui vẻ. Cô rất là chu đáo, cô thường đến lúc mà con không tập được thì cô cũng đến, cô chỉ cho con từng lúc nào, cô cũng chỉ cho, cô rất là dễ tính và vui vẻ với các bạn. Khi đi gặp gỡ nhiều chị em khác thì nhiều chị em đều nói rằng là khi mà tự tập luyện tại nhà thì rất là khó cho việc duy trì thường xuyên và hiệu quả. Từ đó là mình đi đến cái mong muốn là sẽ thành lập ra, tổ chức ra một cái nơi để mà các chị em có thể cùng nhau tập luyện và tạo động lực, tạo nguồn năng lượng cho nhau trong việc duy trì để đảm bảo hiệu quả của việc tập luyện thể dục thể thao. Dự định của mình trong thời gian tới thì cố gắng làm sao mà quảng bá cái phong trào tập luyện của người dân trong địa bàn huyện Tiên Nữ, từ đó mà phát triển phong trào chung cũng như phát triển câu lạc bộ của mình. Với sự tích cực và lòng đam mê, hy vọng trong thời gian tới, cô Liễu sẽ lan tỏa và phát triển mạnh hơn nữa bộ môn Super Dance tới nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Tiên Lữ.